ti ti chui vô lùm cây nước trốn bên tèo rồi. Ti ti bên này thì ti ti kêu Tiôn đi trốn với ti ti, bên kia thì Honey kêu Tiôn lên thuyền. Hai đứa bay ghê quá, mệt quá. Thì vô đây trốn đúng không? Vô đây trốn đúng không con? Bơi mà mọc râu luôn. Bơi từ 4 giờ rưỡi sáng tới giờ 4 giờ rưỡi, 4 giờ mấy, 5 giờ. Không sao. Bây giờ để anh ấy bắt cá cho chúng ta phóng sanh nha. Phóng sanh và cứu đồng hồ. Một thêm